chào cả nhà. Bữa nay là ngày 5 tháng 8 là ngày chủ nhật, thì bên Trần Anh Quân Sai, bên tập đoàn Trần Anh có bán tập trung tại dự án Trần Anh Quân Sai dưới Lức. Thì bây giờ Nhân đang ngồi ở sàn 82 số 82 để trọng tấn. Bây giờ Nhân sẽ bắt đầu chạy qua bên xe Phú Lộc để đón khách. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà đi theo Nhân nha. Người về 93. Vị trí thứ ba là một vị khách hàng tên là La Tấn Chi, là Hòa Thành. Và ngay sau đây xin mời lên sân khấu bà Phạm Hồng Lan, giám đốc sàn 756 Kiều Trinh sẽ giúp ban tổ chức trao 5 phần quà may mắn đầu tiên cho 5 vị khách hàng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 5 vị khách hàng may mắn đầu tiên đi ạ.
cho bốn vị khách may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Xin chân thành cảm ơn ạ. Hồi đó cũng xin lời chúc mừng cho hai chị và quý vị nhân người ta mình nhận cái tên lớn đúng không ạ? Chúc mừng vị khách hàng may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay là chúng giải đặc biệt, đó là một chiếc TV 40 triệu Asanjo. Chúng tôi xin được phép bốc giải nhất một TV 40 inch Asanjo gửi đến vị khách hàng may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết vị khách hàng này là nam hay nữ, chúng ta bóc lại một phiếu nhé. Vị khách hàng may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay có tên là Nguyễn Thị Thanh Thủy. Cô phải chuyển tờ đối chiếu ạ. Tại vì nguyên tắc của khách hàng có tên là có mặt tại buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vị khách hàng đứng ở trên sân khấu chúng ta ngày hôm nay, chúng giải đặc biệt cũng đã trở thành một cư dân của khu dân cư Trần Anh Thi và Sai, và xin hỏi là chị đã mua mã căn nào của dự án ạ? B4 số 08, xin hỏi của sàn nào ạ? Hôm trước thì Nhân có làm một video, Nhân quay về cái dự án Trần Anh Riverside, thì Nhân mới than là tại sao mình không bán hàng được, trong khi đó là mình đã làm bên bất động sản thì cũng khoảng 4 năm rồi chứ không ít. Còn những cái bạn mà mới vào nghề lại bán được hàng như đó, mà thậm chí là bán được nhiều hàng nữa đó, cho nên là cũng rất là buồn. Thì vô tình là có một chút khách hàng cũng quen Nhân với chú, đã quen cách đây cũng khoảng 1 năm rồi. Thì chú thấy video là Nhân than là bán không được thì Nhân bỏ nghề, cho nên là chú mới mua ủng hộ cho Nhân một cái căn biệt thự ở dưới khu Trần Anh Riverside. Nhân nói đùa thôi nha cả nhà, bởi vì thật sự là cái dự án Trần Anh Riverside là một trong những cái dự án phải nói là VIP nhất khu thị trấn Bến Lức, bởi vì đơn giản là trong đó nó chỉ toàn biệt thự với lại nhà phố thôi, cho nên là phải nói là một cái khu dự án rất là đẳng cấp thứ nhất, và cái thứ hai là cái giá trị của nó cũng khá là cao. Cho nên là khi mà khách hàng đã giao dịch tại dự án Trần Anh Riverside thì thứ nhất là khách hàng phải thích cái vị trí nó phải phù hợp với mình, và cái thứ hai là cái quan trọng nhất là khách hàng phải đủ tài chính để mà giao dịch những sản phẩm tại khu Trần Anh Riverside. Thì Nhân cũng rất là vui, bởi vì là hôm nay dẫn chú thì chú có rủ sinh cô để đi tham quan dự án, và cô chú cũng đã quyết định mua một sản phẩm ở dưới dự án Trần Anh Riverside. Thứ nhất là cảm ơn chú đã tin tưởng cái sản phẩm của bên phía công ty, và thứ hai là cô chú đã chọn Nhân để làm một người giao dịch cái sản phẩm tại khu đó. Và cái quan trọng hơn là khi mà hôm nay cô chú giao dịch tại đó rồi thì lại trúng cái giải đặc biệt của cái buổi bán hàng tập trung. Thật sự là cái giá trị của cái giải thưởng nó không có lớn, nhưng mà đem lại một cái giá trị tinh thần rất là cao. Bởi vì khi là chú mua xong thì chú nói với Nhân một câu là cái nhà của chú đang xây ở dưới Tiền Giang á thì chưa xong, mà chưa có tư quy nữa, mà phải chi mà trúng cái tư quy thì quá tốt đó, cho nên đâm ra là cũng rất là hồi hộp. Thì nó có rơi vào khoảng gần 10 cái giải thưởng. Thì cái anh MC nó cứ kêu tên, nó cứ qua liên tục. Thì mình rất là hồi hộp rồi. Thì tới cái giải đặc biệt thì Nhân mới đứng lên, và Nhân cầm cái phiếu cọc của cô đó, nhìn vào tên của cô, nhưng mà Nhân không có dám nhìn anh MC đâu. Thì khi mà anh MC là kêu đúng cái tên của cô lên rồi đó, thì thật sự là cái cảm xúc nó rất là vui, phải nói là cảm xúc vỡ òa luôn. Thì Nhân có la lên thì không biết là cái cảm giác của cô lúc đó như thế nào, nhưng mà cái cảm giác của Nhân thật sự là rất là vui sướng khi mà khách hàng lại trúng cái giải thưởng của buổi bán hàng tập trung. Và cũng rất là vui khi gặp được chú là một cái khách hàng thật sự là
thứ nhất là đã vui là vì bán hàng được cho chú, và cái thứ hai là học được chú rất là nhiều cái kinh nghiệm về kinh doanh, về những thị trường kinh doanh. Thứ nhất là về bất động sản, bởi vì chú đã làm ở trong nghề, chú đã đầu tư bất động sản là cách đây khoảng hơn 20 năm rồi, lúc đó nhân còn có nhỏ xíu à, cho nên là bây giờ phải nói là học được nhiều cái kinh nghiệm của chú nữa, chứ không phải đơn giản là khi mà nhân rành về cái bất động sản ở tại khu đó là nhân sẽ biết hết tất cả những cái bất động sản ở những nơi khác. Cho nên là gặp được chú rồi đó thì chú nói về nhiều cái bất động sản ở những nơi khác thì làm cho nhân được mở mang cái kiến thức của mình ra. Và cái thứ hai là chú chỉ thêm nhiều cái nghề, ngành nghề kinh doanh khác tại cái đất Sài Gòn này, cho nên là rất là vui mừng. Và nhân chắc chắn một điều là từ đây về sau sẽ học được chú nhiều cái kinh nghiệm hơn nữa. Và thêm một cái rất là vui nữa, tức là khi gặp được chú rồi đó mà chú giao dịch cái sản phẩm tại khu Trần Anh Riverside thì phải nói là giống như là một cái nhân viên á, tính là nhân á, là giống như là sắp rơi xuống vực rồi mà lại có một cái người nắm tay để kéo mình lên, thì phải nói là sẽ nhớ ơn cái người đó rất là nhiều. Và lại tiếp tục thêm một cái niềm vui nữa là khi mà hỏi về cô á, thì cô nói là cô là người gốc miền Tây ngày xưa giờ. Thì khi mà một người nhân viên bất động sản từ ở dưới miền Tây lên đây mà gặp được một cái khách hàng ở dưới miền Tây mà giao dịch với mình á, thì phải nói là không có cái niềm vui nào mà vui hơn nữa. Và thôi bây giờ là cái cảm xúc nó rất là nhiều, và nói tóm lại là nhân đang rất là vui, cho nên là cũng không có biết nói gì thêm nữa. Thì là nói cuối cùng là nhân xin cảm ơn cô chú, và nhân xin kết thúc video tại đây. Thì cả nhà mà nãy bấm cho nhân một cái nút đăng ký cái kênh của nhân, để sau này khi mà có một cái khu nào đó nhân làm video mà nó hợp với cái vị trí và cái tài chính của mình thì quý vị khách hàng mình có thể gọi cho nhân. Và thậm chí là quý vị khách hàng mình khi đầu tư tại những cái khu vực khác, hoặc là những cái dự án mà nó ở khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là những cái khu vực thuộc về Long An, có thể là gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo cho nhân để nhân có thể là tư vấn cho cả nhà mình. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại.